Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách thức để đồng bộ lại tần số của micro và đầu thu của các dòng micro không dây đến từ các hãng như là BF Audio, EBA Audio, Navation hoặc Variety. Thì mình sẽ hướng dẫn trên từng thiết bị của từng hãng khác nhau cho các bạn dễ hình dung nha. Subscribe video, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đồng bộ tần số giữa micro và đầu thu của các dòng sản phẩm của hãng BF Audio. Và model mình đang sử dụng là 01. Thì các bạn kiểm tra giùm mình là khi là tần số thì trên đầu thu và cây micro cái thông số nó sẽ không giống nhau. Các bạn nhìn giùm mình nha. Thì ở đây là 300, nhưng trên cây micro là hiện là 305. Thì khi đó là APL. Thì cái cách thức mà mình đồng bộ là như sau. Các bạn thao tác như mình làm nè. Thì mình ấn vào nút chính giữa này. Thì khi đó màn hình hiển thị nó sẽ hiện ra ba dấu gạch. Và đồng thời lúc đó thì cái đèn có tín hiệu IR nó sẽ hiện lên. Và mình sẽ đưa cái phần mặt trước của micro vào phần đèn này. Mình làm lại nha. Khi đèn hiển thị hiển lên thì mình sẽ đưa cái phần mặt trước của micro vào cái phần đèn đó. Và sau khi mình đưa rồi thì cái đèn này mặt trước của micro nó sẽ nhấp nháy lên và mình khi đó mình đã đồng bộ với nhau. Các bạn kiểm tra lại là tần số ở đây phải trùng với tần số cái micro. Và khi đó mình alo thì cái tiếng nó mới lên. Hello. Và cũng tương tự như dòng của BF Audio thì hãng EBA Audio mà thiết kế ở đây nút chính giữa này thì nó sẽ biểu hiện là nút reset nè. Thì cái thao tác làm cũng giống như là của bên micro BF vậy đó. Thì các bạn khi các bạn ấn cái chữ reset này thì nó sẽ hiện ra cái dòng đó để các bạn tìm cái tần số. Thì khi đó mình sẽ đưa cái phần mặt trước của micro tới cái con mắt IR này thì nó sẽ tự động nhận tín hiệu tần số đó. Mình thao tác lại nhé. Hello. 1, 2. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đồng bộ tần số của hãng Variety SE55. Thì thiết kế của nó thì nó khác hơn so với những dòng micro lúc nãy. Là cái phần nút set này nó sẽ thiết kế nằm ở phía bên trái. Và cái con mắt đọc IR nó cũng thiết kế nằm ở phía bên trái luôn. Và nhưng tương tự như những dòng micro khác thì khi các bạn set tần số thì các bạn có thể ở nút set này. Và khi đó tương tự thì nó sẽ có một cái cột sóng này để nó tìm. Đồng thời khi các bạn ấn nút set thì các bạn ly cái phần micro tới cái con mắt đọc luôn. Và khi nó đã nhận tần số thì cái cột RF này nó sẽ nhảy lên. Và các bạn kiểm tra lại cũng tương tự như những dòng micro lúc nãy. Kiểm tra lại tần số là 665 và trên cái micro cũng phải chụp tần số là 665 luôn. Hello. Và cuối cùng là dòng của Navision Audio. Thì cách thức làm cũng tương tự như các dòng micro kia. Khi các bạn thấy cái vị trí của cái điểm IR nằm đâu thì các bạn có thể ly cái màn hình của micro tới đó. Và bây giờ mình sẽ làm thao tác đơn giản. Mình sẽ ấn cái chữ IR A này. Là do cái cây bên A này nó bị lệch tần số nè. Khi mình ấn vào thì đồng thời cái chữ cái nút IR này nó cũng sẽ hiện lên luôn. Đó, các bạn để ý nha. Là khi đó đồng thời là con mắt anh nó cũng sẽ tìm cái tần số đó. Thì mình sẽ rê cái phần nó đến. Rê cái phần mặt trước của micro đến. Các bạn mình làm lại nha. Các bạn ấn vào. Sau các bạn đưa cái phần micro tới nè. Đó. Đó, các bạn làm nhanh hơn một tí thì khi đó cái cây micro nó sẽ đồng bộ tần số rất nhanh. Và mình sẽ kiểm tra lại thôi. Và trên đây nó phải trùng cái tần số trên cây micro. Hello 1 2 6 7 7 7. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Mình hy vọng qua cái video clip này thì mọi người sẽ biết cách set lại tần số khi cái micro cũng như chúng ta bị lệch tần số. Và trong quá trình sử dụng, nếu các bạn có thắc mắc hay là gặp sự cố gì
các bạn có thể gọi số hotline hỗ trợ kỹ thuật của Vidia là 0937 600 300 để được các nhân viên kỹ thuật hỗ trợ.